Quá rẻ anh chị ạ. 24 triệu đồng 1 mét vuông cho căn duplex có diện tích là 301 mét tại Trung Văn, Hà Nội. Căn duplex này thì đã được hoàn thiện full nội thất như trong video. Mời anh chị chiêm ngưỡng cái nội thất của căn duplex này. Căn duplex này thì tầng 1 được thiết kế thành 5 phòng ngủ. Tầng 2 thì được thiết kế làm phòng khách, bếp, tiểu cảnh, sân vườn thôi ạ, nên rất là thoáng và đẹp. Đấy, đây là toàn bộ cái hình ảnh nội thất của căn duplex mà em đang chào bán. Cầu thang, đây là cầu thang đi lên tầng 2. Khi mình đi lên tầng 2 ấy, thì đấy, đây là vào phòng bếp luôn này. Phòng bếp, sau đó đi qua phòng bếp là phòng khách. Gia chủ hoàn thiện thì rất là kỹ, tỉ mỉ, nội thất theo phong cách tân cổ điển nên rất là đẹp, màu trắng rất tinh tế. Đây là phòng ăn này, bàn ăn này và phòng khách. Thì phòng bàn ăn và phòng khách thì đều có view rất là đẹp, view ra tiểu cảnh sân vườn. Trước cửa phòng khách thì anh chị nhìn này, anh chị xem đấy, phải nói là nội thất của cái căn duplex này em thấy là rất là đẹp. Đấy, đây là view của phòng khách và phòng ăn. Căn duplex này thì đã được cấp sổ đỏ quý anh chị nhé, có thể sang tên được luôn và nhận nhà luôn. Vì anh chị chủ nhà thì chuyển công tác vào miền Nam nên là phải bán căn nhà này. Quý anh chị nào mà gia đình đông người, đông con, cần nhiều phòng ngủ và cần diện tích rộng thì đây là một lựa chọn cực kỳ tối ưu. Đấy, cực kỳ tối ưu anh chị ạ. Giá rẻ hơn nhà tái định cư, rẻ hơn cả dưới Thanh Hà. Đấy, quý anh chị quan tâm đến căn duplex này thì vui lòng liên hệ với Bất Động Sản Đất Lộc 24 giờ. Số hotline là 035 221 6868. Để biết thêm thông tin chi tiết và được đi xem miễn phí căn duplex nói trên, em xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và xem căn hộ